đó là hiểu đó 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 Ủa ở ngoài nắng nóng á, là nó nóng nóng nó mà sôi sôi luôn, sôi nước luôn. À, đầu tiên mình sẽ sử dụng là 200 g muối hột nấu cái ấm nước siêu tốc. Nấu con nói chung là nấu nước cho thật là sôi á, nóng á mới được nha. Đổ 2 lít nước. Cái này nếu như mà dùng nước lạnh á, thì nó dễ bị hư lắm, cho nên là nấu nước thật là sôi rồi đổ vào trong muối này hòa tan đều hết, rồi chờ cho cái nước này nó ấm ấm lại ha, nguội lại chứ không có đổ nóng như gì. Đây là làm mắm đậu nè, mà phơi nó 2 bữa rồi nè, bây giờ mình làm thêm cái nước mắm chay nữa. Rồi mình mới múc cái phân nửa này ra nè, phân nửa này ra để là cái mắm đậu. Thấy không? Rồi mình chỉ cho cái chia sẻ cho cái làm mắm nước mướt mắm chay. Mắm đậu thì phải ủ tới cả tháng hơn, còn bây giờ chỉ mới có 2 ngày là mình đã múc ra rồi. Múc ra để mình làm nước mắm. Nước mắm còn cái này nè, tiếp tục phơi là mắm đậu. Cái này ông Năm múc ra tiếp tục phơi tiếp. Còn cái này bên đây chỉ có 2 ngày rồi nè, mà nó thơm rồi nè, nó thơm mà nó hơi đỏ rồi nè, đó các bạn nhìn thấy nha. Đó, nó thơm rồi đó mà nó đỏ luôn rồi đó. Đúng rồi, mới có 2 ngày mà con thấy cái mùi nó quá ông ơi. Để mình nha, mình ủ mà tới nửa tháng 1 tháng cái mùi nó dữ hơn ha. Mũi giống mình quen vậy. Em xuống. Mùi mắm đậu. Không, mùi gì nữa quen. Rồi. Đấy. 2 ký. Bây giờ cái này là còn 2 ký đậu nè. Cái này là 2 lít nước với 200 g muối hột. Đấy, đổ vô. Còn nếu mà bạn nào mà cảm thấy mà đậu hơi nhiều quá thì mình làm thêm một lít nước nữa cũng vẫn được. Với cái lượng muối thì cho vô 100 gram cứ vậy đó. Ở nhà mình làm á thì làm đậm đặc nó ngon, còn ai làm thế nào thì mình có thể đổ thêm nước muối tùy thích. Tùy thích. Rồi, quậy lên. Quậy lên cho nó thấm đều hết. Rồi tiếp tục phơi nắng. Để ra ngoài nắng hoài luôn. Để nắng hoài luôn, ủ luôn. Kêu bằng là ủ mắm. Mà ủ mắm chay. Đó. Ủ phơi nắng mấy tháng rồi nè. Đấy, bây giờ nó có mùi dữ lắm, mình đem ra mình nấu nước mắm. Cái này là được 4 tháng rồi, cái mùi rất là nồng ha. Đổ vô nấu. Giống như chao. Cái mùi rất là đặc biệt luôn. Rồi là mà phải phơi cỡ 3-4 tháng trở lên thì nó mới ngon hơn. Mình phơi 1 tháng thì cái mùi nó không có thơm bằng. Rồi bỏ khóm vô luôn cho nó thơm, cho nó có cái vị thơm thơm. Rồi bỏ ít đường vô. Xong rồi, cái này là đường thốt nốt ha. 100 g đường thốt nốt và 1 gốc 4 khóm. Mình có thể dùng đường thốt nốt chải cũng được. Cái này là thêm cho cái hương vị nó béo, nó thơm, nó ngon vậy thôi. Hòa quyện nha cho nó ngon, tại vì mắm đậu thì nó đã mặn rồi.
cái này là nấu rồi nó bọt rất là nhiều, bọt dơ á, thấy chưa khó vớt cái bọt này nè. Cũng như mình nấu nước mắm cá vậy ha, bọt cũng rất là nhiều rồi. À, cái này mình đã riêu lửa sau 45 phút quay lại. Các bạn nhớ là riêu lửa chứ không để cho sôi quá nha. À, thì nó đã sắc hơi vàng vàng rồi nè, có màu rồi. Bây giờ mình sẽ vớt những cái phần đậu nổi trên đây ha. Và cái khóm á, vớt mình bỏ bớt đi, để một lát nữa mình để nguội. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống và để nguội. Và vớt những cái phần này hết. Ê, những cái phần khóm và những cái hạt này nè, mình là vớt cho sơ bớt hết ra ngoài. Làm hơi cực một tí mà nó chất lượng lắm, đỏ ao luôn, thơm hết sức thơm vậy đó. Cái này là mình nấu nguyên chất nè, cái này nấu nguyên chất hay ha. Còn nếu mình muốn nấu lỏng hơn thì mình pha thêm nước tùy ha, như là nước mắm nhỉ vậy. Rồi để tự thế là nó xuống, tự nó xuống là nó trong luôn. Giờ cứ để từ từ cho nó nhiễu xuống hết. Sau khi lọc lấy nước để cho nó trong hơn thì mình sẽ bắt lên trên bếp, mình nấu lại một lần nữa cho sôi lên rồi tắt bếp ha. Chỉ cần sôi lên hớt bọt rồi mình tắt bếp. Thì bạn nào yêu thích cái vị đậm đà của miền Tây có thể cho thêm một ít bột ngọt. Đây thì nước mắm của mình nó sẽ trong và có cái màu đặc biệt thì nó rất là thơm. Giờ thì mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ cho ra ngoài chai để bảo quản và thưởng thức. Ông bà Năm cũng có chia sẻ thêm cách làm mắm Thái chai có phần của mắm đậu đó, thì ở chở cho kênh của Hiếu Quỳnh các bạn tìm xem rất là chi tiết. Đây là cái món mắm Thái chai ở miền Tây của bà Năm.